Xin chào mọi người đang xem kênh Dạy Quan TV nha. Hôm nay Tiên sẽ làm món lẩu thịt bò cơm mẻ cho ba chồng và anh Ba Đông ăn thử nha. Dầu đã nóng, mình sẽ cho vào đây tỏi băm, hành băm, miếng ớt băm, xả băm nha mọi người. Đó là xả tỏi hành ớt đã căng. Bây giờ mình sẽ cho nước súp hầm từ chân bò vô nha. Ấy da, nóng quá. Đây là cơm mẻ bên Việt Nam. Ôi trời trời trời, nó giàu kìa mọi người, bỏ trong hũ nó giàu kìa. Cơm mẻ bên Việt Nam của nhỏ em nó lấy qua giùm nè mọi người. Ngon hết sức luôn vậy đó. Cơm mẻ thiệt luôn á, chính hãng luôn. Bỏ vô nha, nó bị chào ra quá. Cũng nhớ có 5 cái qua tay mà sao hơi dụng. Nước miếng nó nuốt luôn á. Để hồi phải lấy ra dắt ra. Bỏ cơm mẻ vô à, để mình vị thử lên. Ồ, cái mùi nó thơm. Nhớ quê hương quá. Hồi xưa mà cơm mẻ này chấm màu dừa ăn là bái cháy luôn nha. Càng nói mà nước miếng nó càng nuốt. Mình sẽ nêm vào đây một tí xíu nước mắm nha. Đường 1 muỗng. 1 muỗng muối. Bột ngọt nha. Đây là đống rau anh Ba Đông mới rửa xong nè mọi người. Ông rửa 37-21 không biết sạch không nữa. Đây là mồng tơi nè, cải thìa nè, rau cần nè, giá đậu xanh nè, rau tần ngô nè, rồi ngò rí và hành, nấm bầu ngư, nấm mỡ gì nữa nè, nấm bầu ngư và còn nấm rơm nữa. Thịt bò Tiên đã chuẩn bị ngày hôm nay có 3 loại, mọi người thấy 3 màu không? Đắt sắc ra miếng luôn á, rất là ngon luôn. Cái này ông chủ nói là khi bỏ vào miệng là tan trong miệng luôn mọi người. Rồi, ba Tiên chạy tới đông đã ngồi đợi sẵn rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ hành vô. Hành Tiên sắc khúc bỏ vô nha. Đó, ngon ghê không? Dạ, chốc phà. Nấm rơm nè mọi người. Nấm rơm này làm bên Việt Nam. Nấm rơm đông đá luôn. Có sự chủng nhé. Tiếp theo là miếng rau cần nè. Miếng rau thì là rau tàng ngô nè. Nấm. Dạ. Mình bỏ rau vô trước rồi, tại vì thịt bò nó mau chín lắm mọi người. Nên là mình bỏ vô là mình ăn liền. Đó. Này nấu cho bà với anh Ba Đông ăn thử cái món này nha. Còn là chôm mè, tôi xin bôi ôm xích kìa. Chân rồi. Để xem thử coi ba ăn sao nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu bỏ thịt bò vô nha mọi người. Bỏ vô là ăn liền nha bà. Để con thả vô luôn bà. Thả nửa khay vô ăn mới đã. Thì tâm bảo mama nó ok á. Yes. Yeah. Thả lửa xuống cái đã. Ngon quá mọi người ơi. Đây đây đây, cúc xu. À mình đi. Tôi xe, mày. Thank you very much. Cảm ơn các bạn. Cho ba nha. Rồi, đó là bún nó dai. Đó, đây mình sẽ múc cho ba nước nha. Ba Tiên là phải ăn nước. Nấm gơm nữa nè. Cho ba ăn thử nấm gơm lần đầu tiên luôn nha ba. Rồi, mày tôi xe. Tiên cũng ăn nước, nấm gơm nữa. Ở hàng ăn biết bao nhiêu loại nấm, nấm mỡ, nấm bào ngư, nấm linh chi. Nhưng mà không có cái nào qua nấm rơm hết trơn mọi người. Nấm rơm Việt Nam mình vẫn là số 1 nha. Dù đi đâu về đâu nha. Ở bên này là chỉ ăn được đống đá thôi chứ không có được tươi để ăn đâu. Đó. À, mà sẽ kịch ta. Ngon. Ở bên đây, sao có cái máy tôi xe. Ừ. Ăn thịt đi ba. Số kia bắt đi tôi xe thề. Bà Tiên đau tay lên Tiên gấp cho bà. Nhiều nhiều. Thịt bò rất là mềm lắm mọi người. Tan trong miệng luôn á. Wow. Ôi, thịt mềm xịt sạc. Ăn thấy miếng rau rồi.
thịt tan trong miệng luôn. Nước lẩu nó ngon. Cút mùi xe á. À bên này cút mùi xe á. À cũng một chính trạm mà chứ sao. Ừ. Nó ngon. Nước lẩu rất là ngon là mọi người, chua chua đã lắm. Ừ ta biết không không? Mà chứ sao. Mà nó ngọt nữa. Nó thơm cái mùi của cái gì ta? Cơm mẹ. Sáng nhiên mình chứng trạm chứ sao. Đi bộ này. Bà thì nói bên anh nêm rất là ngon. Dạ. Dạ cho em ăn cho xem. Thường thường ở bên hàng á là con dâu á ăn uống không gấp cho ba chồng đâu. Tại vì ba tiên đau có hai cho con ăn nữa cho nên là gấp cho ba luôn. À, cho ba ăn thịt bò nhiều nhiều chưa? À bây, cố ghi, chú xe. Để bỏ vô thêm miếng thịt đó mọi người. Để bỏ đi miếng thịt đó nha. Cho ba với anh bắt đầu ăn nhiều nhiều. Hằng xuống đây là hỏi tự chính luôn rồi. Hằng nó tái tái tới ăn mới đã. Ủa ba ở đây á? Mà sao vậy á? Anh Ba Đông bữa nay bị bệnh con gì á, không chịu nói chuyện. Toàn được kìa. Ngon ghê. Trời ngon rồi. Trời ơi. Mà cái nấm gơm cắn cho cái nó bể ra ăn ngon dễ sợ luôn. Dạ. Trời ơi, tiên kể chuyện cho mọi người, đi tắm hơi cho mọi người nghe nha. Bên Hàn Quốc này đi tắm hơi đã lắm mọi người. Mấy chị em là bên Việt Nam mà chưa có đi á, đi thử đi, đừng có mắc cỡ. Vô trọng lột hết trơn đồ ra tắm kỳ hòm đã luôn. Nó ấm lắm. Mà không ai nhìn mình đâu, tại vì ai cũng có chuồng như nhau chứ á. Được chổng nha. Nó ấm á mọi người, cái nó ra ba cái hòm á. Nhiều lắm luôn. Kỳ. Mà có dịch vụ kỳ hòm nữa chứ. Một lần chỉ là 1 triệu Việt Nam đồng. Có bà thiếp kỳ hòm mình nằm xả lai vậy đó. Bà kỳ cho mình luôn. Bà kỳ từ móng chân mà cho tới đầu mình luôn á. Massage luôn, sắp mặt nạ dưỡng da luôn.
50 ngàn. Xong cái mình vô mình xông hơi 65 độ, mọi người vô chổng xong đổ mồ hôi nồm nộp, khỏe lắm. Vậy Tám ơi, về là ngủ ngon cực kỳ luôn. Anh Ba Đông ở đây thật chính hay sao? Vô chổng là nam tắm theo nam, nữ tắm theo nữ, chứ không có tắm lộn xộn nha mọi người. Mà không thấy gái trẻ đẹp, toàn là bà già không à. Bà già với lại mấy bà thím không à. Không thấy con gái. Chắc tại mấy đứa trẻ trẻ nó mắc đi làm đi làm công ty, làm nãy kia đó mọi người, cho nên là không có thời gian rảnh á. Số ghê, trâu lực là quá khăn chút chút. Bỏ tiền đây, lấy cho bà một đống thịt bò đi con. Khỏi gấp liên tục. Ủa cái cái kính kính đi mà chia sẻ. Tắm một lần vậy là 5 ngàn. Mới đầu thì mắc cỡ đó, thì đâu dám tắm đâu. Thì qua đây 10 năm thì không dám tắm. Bữa hổm chị mì chinh với mẹ dẫn đi tắm, tắm một lần rồi ghiền luôn. Hà vui nó phái lắm mày chồng mọi người. Hồi giống là có mấy cái hồ ngâm cho mình ngâm nước nữa, hồ nóng hồ lạnh nữa. Hồi chồng cái nó thả nhảy cho nó ngâm, nó lội tung tăng chồng. Ngoài ra người ta còn bán trứng gà luộc nè, da ua, sữa chua, nước giấm, nước nước gạo tùm lum hết trơn. Mình vừa tắm vừa uống, vừa lột trứng gà ăn. Bữa nay nhắn như mẹ Cán tô mắc của mới chí kì đế xe. À, bà tên bữa nay nước lẩu ngon cực kỳ luôn mọi người. Nước lẩu gắt lại vừa ăn ngon quá. À, đi tụi đây xả xa lốt rồi. Thịt bò thì tan trong miệng luôn. Hứng chung một cái gì rồi. Ngon. Ngon. Chắc là xinh. Ngon thiệt bà. Ăn mà rớt nước mắt luôn trời. Ăn xong rồi Tiên sẽ cho ba uống chè dưỡng nhan nha mọi người. Hả? Bữa nay là ăn lẩu cơm mẻ uống chè dưỡng nhan. Mát lạnh luôn, ngon dễ sợ luôn. Ở nhà Tiên là ai cũng phải uống này chứ. Anh Ba Đông ăn mất công chuyện đi rồi mọi người. Mặt ổng buồn buồn, không biết hôm nay bị mẹ chửi hay gì, không biết nữa. Ăn xong rồi đi rồi. Người đã muốn đi mình không nên níu giữ. Chè dưỡng nhan này là Tiên mua của một bạn du học sinh bên Hàn Quốc bán nè mọi người. Số điện thoại là 010-7635-1098 nha. Có anh chị em nào bên Hàn Quốc mà muốn uống chè dưỡng nhan thì mua ủng hộ bạn này nha. Nấu ngon lắm, Tiên hay mua đây uống lắm. Từng là Tiên mua 7 chai lận. Ở nhà Tiên là mẹ chồng người Anh Ba Đông người bố chồng Tiên nữa, 7 chai không đủ. Chè dưỡng nhan này nó để gì mà tùm lum ở chổng nè. Nó nói táo, tàu, rồi tuyết gì, ê gì, yến đó mọi người. Tự nhiên gì mà gân yến vậy đó, gân chim yến á. Rồi kỷ tử, rồi cái gì mà lông nhãn, tùm lum luôn, rất là ngon. Nó mười mấy loại mọi người, ngon lắm. Có thành phần của chim yến nữa, trong đây nữa. Uống vô mát, ngủ ngon, khỏe, đẹp da,
rồi tinh thần thoải mái, sảng khoái, nói chung là bổ lắm mọi người nha. Uống này ghiền á. Anh nè. Hả? Nga Chị Dân. Facebook của bà là Nga Chị Dân, mọi người muốn ủng hộ bà nha. Du học sinh tiên thấy bán ngon nữa thì ủng hộ. Nấu ngon. Ấm lên cuốn sô tô đi cài á. Nam à? Nè. Cho miếng, cho ba thêm miếng bún nữa này hết luôn rồi sắc, đó. Sắc thành rồi. Đó, thêm miếng bún nữa. Chàng nha. Chân. Gào. Bò rồi. Bèo gì nó dài thòn, nó phóng dính. Nấm nữa nè. Nấm. Ôi, 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 bà thì nói là nhận dâu được ăn cảm sai chẳng mà thịt bò quá trời đã luôn. Giá nữa. Ôi thịt ăn nhóc này bà. Ôi. Mày đúng là gấp mỗi tay luôn á. Vậy đi hỏi ba thử coi đỡ đau tay chưa nha. Hổm gài đi bệnh viện tập chặt cái trị liệu mà không biết ba có đi không nữa. Ba Tiên cực kỳ ghét đi bệnh viện luôn mọi người. Làm cho mấy đứa con lo lắng vậy đó. Ông bên em, thôi chung nó là xe á. Ừm, chấp chế cơ đồ. Giá gửi phải lúc ăn mất cơ. Mà như nào xe. Ba nó cũng đỡ mọi người. Mà tôi thấy cái mồi này hình như là không có đi bệnh viện. Anh bên đây bị quên tới nhiều quá xài á. Ừ, tới rồi. Ừ. Bà nói có đi nhưng mà tôi nghĩ là không đi đâu mọi người. Không đi. Bôi thuốc dán rồi bị bậy thôi. Mấy người già người ta sao biết sao mà không giống như mấy người trẻ. Tiên bệnh cái là tôi đi bệnh viện liền mọi người. Đau cái đi bệnh viện liền à. Còn ba có Tiên ha. Không chịu đi. Ngon quá mọi người ơi. Bớt sợi bà xích sợi á. Ừ. Bà xích sợi. Ừ. Nấm gơm ngon mà. Bà nói ngon. Đúng rồi, xích sợi. Ừ, nó ngon. Ngon. Để vui lời à. Ừ. Mm-hmm.
Rồi, hôm nay Tiên ăn rất là ngon rồi mọi người. Ngon quá ngon luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dạy Quán TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Hôm nay cho em Ba Đông với ba chồng ăn thử cơm lẩu cơm mẻ thịt bò. Thì ba ăn rất là ngon luôn. Anh Ba Đông thì Tiên thấy ăn cũng được nhưng mà tâm trạng không được vui lắm. Không biết lý do vì sao thì mình cũng không có tiện để hỏi, để chút xíu nữa hỏi sao. Đó. Thịt bò thì cũng không biết ảnh ăn được nhiều không nữa, thấy ăn có mấy miếng à. Nói chung là tâm trạng nó đau dữ lắm luôn. Tâm trạng nó tụt mút dữ lắm luôn. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn xem đã nha.